Nếu các bạn có thắc mắc là tôi đang ở đâu và cái map đi đâu rồi, tại sao tôi lại ở đây, thì đây là một bản mod upgrade đầy đủ hơn ở phiên bản 1.20.1. Phiên bản trước tôi chơi là 1.19.2 và tôi thấy cái phiên bản này nó có nhiều cái hơn, nó đầy đủ hơn, cho nên tôi phải chuyển lên cái phiên bản này và tôi không thể giữ được cái map cũ, cho nên tôi đã chuyển qua map mới và tôi đã cày xong hết rồi, cho nên là chúng ta không cần phải làm lại từ đầu. Đây anh em có thể thấy chúng ta có mấy farm đá. Và tập hôm nay là chúng ta sẽ bước qua một kỷ nguyên mới ở trong cái mod pack này, và kỷ nguyên đó là gì thì anh em xem video sẽ rõ. Còn bây giờ thì mày tại sao dân làng nó bu vô nhà tôi hoài? Tao biết là nhà tao đẹp rồi, bu tới coi hoài mày chật chội. Giới thiệu với anh em thì dưới đây nó có một cái rãnh, và dưới cái rãnh này là chỗ để tôi xây một cái cổng địa ngục ở dưới này. Hay. Và có một điều khốn nạn ở cái cổng địa ngục này, đó chính là cái chỗ spawn của nó. Như anh em thấy tôi spawn ngay giữa một cái đống dung nham. Lớn ngớ bước hụt 2-3 bước thôi là tôi tắm trong dung nham liền. Bây giờ tôi sẽ cần phải lấy một số đồ ở dưới đây. Thứ nhất là vàng. Vàng tôi lấy cho vui thôi chứ nó không phải chủ đề chính của ngày hôm nay. Chủ đề chính của tôi là cái này. Tôi sẽ còn phải lấy quartz, tức là thạch anh, với lại cái netherrack, tức là mấy cái đá địa ngục xung quanh nè. Trước hết thì với cái netherrack này tôi sẽ dùng nó để chế ra một cái gọi là rose quartz. Và cái rose quartz này sẽ rất là quan trọng trong tương lai. Sau đó thì tôi sẽ đi vòng quanh và đào thêm quartz. Xin lỗi nha anh em, đúng ra tôi nên gọi nó là thạch anh nghe cho nó quen tai, nhưng mà rất tiếc tôi thấy đọc quartz nó vui mồm hơn. Rồi tôi nhận ra là cái đá magma này có thể dùng để tạo obsidian. Nó sẽ khá là thú vị. Nhưng mà không phải cho lúc này, hiện tại tôi chưa còn obsidian làm gì hết. Vậy là đã đủ netherrack và lại quartz rồi, bây giờ tôi sẽ đi về. Bây giờ tôi sẽ trình diễn cho anh em một màn ảo thuật. Lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu, thay đổi cả cách chơi của cái tựa game này. Thứ nhất tôi sẽ còn phải chuyển cái basin này đi qua bên này. Này thay vì cho nó để dưới cái mixer, tôi sẽ để nó dưới cái pressure. Và sau đó tôi sẽ đổ dung nham vô đây, rồi, ở chết mẹ lộn. Tôi sẽ quăng một khối than vào đây. Rồi bây giờ cái pressure nó sẽ nhấn và chúng ta sẽ được một viên kim cương, và chúng ta vừa biến than thành kim cương. Ảo chưa, ảo chưa? Còn chờ gì mà không like video này để lan tỏa sự ảo đến với mọi người. Rồi bây giờ sắp xếp lại mọi thứ như cũ và tôi sẽ còn phải cho sắt vô đây để ép đồ. Sau khi tôi đã có được cái miếng sắt được ép, tôi có thể chế ra một cái nó gọi là blaze burner. Hiện tại thì tôi đã có 3 cái và tôi nghĩ là như đây là không đủ, cho nên là tôi sẽ quăng sắt vô ép tiếp để tôi chế thêm. 16 cục có thể là một con số hợp lý. Đồng thời thì tôi cũng enchant cái rìu của tôi và có hiệu ứng y chang cái cúp. Mấy cái sắt đã ép xong rồi thì bây giờ chúng ta sẽ chế nó và được 7 cục blaze burner. Rồi mục tiêu bây giờ là đi tìm một cái nether fortress, tìm và bắt 7 con blaze cho nó không bao giờ gặp lại gia đình của nó nữa. Hình như là tôi bị nghiệp buộc hay sao á, vừa mới định làm điều ác cái tự nhiên bị con gì tấn công nè. Hệ con củ lờ gì là dài thòng lòn ở dưới dung nham nè anh em. Tôi định rút cây hàng dài hơn nó ra chém, nhưng mà tôi sợ tôi không dài bằng nó, cho nên thôi khỏi chém, nghỉ khỏe. Tự nhiên mới vô mà hy sinh ở đây thì thôi nó kỳ lắm. Mất một lúc để tôi có thể tìm được cái nether fortress, và trên cái hành trình đó thì tôi có đào thêm một số quách nữa. Nhưng mà sau cùng thì tôi vẫn xoay sở được và đã tìm được cái nether fortress. Bây giờ thì kiếm đường vô thôi. Tôi phải hạn chế chạy và đánh nhau, tại vì hiện tại tôi chỉ còn có đúng một miếng thịt này thôi. Nếu không là tôi xác định chết đói trước khi bị tụi kia giết. Ok, và chúng ta đã ở trong lâu đài, mọi thứ đều rất là an toàn. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm mấy con Blaze. Tôi sẽ còn hạn chế giao tranh để tránh việc mất máu. Oh shit, má con này nó mù, nó không thấy tôi. Nó mù quá, không, nó hết mù rồi, nó thấy rồi. Ok, mặc dù mắt nó thấy nhưng mà tay nó là cầm kiếm chứ không phải cầm cúp, cho nên là nó tủi là chứ tôi. Sau một hồi chạy lòng vòng ở trong cái nether fortress này thì tôi làm được một cái ba lô khá là ngon. Để đúng cái tôi đang còn. Một con blaze rồi. Bây giờ thì tôi sẽ cầm cái anti blaze này và chụp phải vô con này. Vậy là tôi đã nhốt nó vô. Ngon. Bây giờ tôi chỉ cần tìm thêm 6 con nữa thôi. Dù không có cái lồng spawn nào nhưng mà tôi vẫn tìm được một cái bãi có nhiều con blaze, nhưng mà vẫn không đủ. Bây giờ thì tôi chỉ còn thiếu 2 con nữa thôi. Tôi đã thử lên nóc và trên đó có 3 con seke, và thế là nó tẩy tôi còn nửa cái máu. Và tôi phát hiện ra ở dưới này có một con blaze. Sẽ cố gắng tôi húp con này xong tôi chạy về. YOLO MOTHERFUCKER. Ui, từ né né chiêu né chiêu né chiêu. Bụp. Bà mẹ nó bắn lửa kìa. Rồi, ê, con này hết hồn mày. Rồi trên đường về thì tôi đã đi qua một cái chỗ nó có cái bãi của mấy cái netherwatt này và tôi lút hết luôn. Tương lai trong cái mod này thì tôi sẽ còn phải dùng cái này để mà chế một số cái miếng farm. Rồi sau đó thì tôi đã về tới nhà. Sau một ngày mệt mỏi và bị thông còn nửa cái máu thì cuối cùng tôi cũng có thể đi ngủ. Và có một thằng dân làng ở trên giường tôi đẩy nó ra chứ tôi không có ôm nó ngủ nha. Như vậy gay lắm. Sáng thức dậy thì không có thằng nào nằm kế tôi hết, cho nên là mọi thứ đều ổn. Và tôi đã xuống dưới cái hang của tôi để tôi trồng cái netherwatt này. Sau khi đã trồng xong thì cuối cùng tôi cũng có thể thực hiện chủ đề chính của ngày hôm nay. Bây giờ tôi sẽ đục lỗ ở dưới cái basin này. Rồi chúng ta sẽ lắp cái chỗ này lại. Lắp chủ yếu nhìn cho nó đẹp thôi. Rồi xong, bây giờ tôi sẽ đặt một cái play banner dưới này. Rồi một cục than. À khoan, từ tôi sẽ còn phải lấy một số đồ. Tôi sẽ còn hai thứ, đó là copper với lại cái zinc ingot này. Rồi bây giờ tôi sẽ quăng hai thằng này vào chung một cái basin. Sau đó tôi sẽ dùng cục than, rồi nhét vào cái blaze burner và nó sẽ bắt đầu sấy. Nó sẽ còn nhiệt độ và cái máy sấy này để tạo ra một cái gọi là bread ingot. Và với cái bread ingot này thì kỷ nguyên mới của chúng ta chính thức bắt đầu. Bây giờ tôi sẽ sử dụng cái đống thạch anh tôi tìm được ở dưới nether để tạo ra một cái gọi là rose quartz. Và giờ tôi sẽ còn chế thêm một thứ nữa, đó là sandpaper hay giấy cát. Nghe tên thôi là chúng ta đã hiểu là chúng ta cần giấy cát với lại giấy.
Tuy nhiên cái vấn đề bây giờ anh em nhìn từ đầu đến cuối coi thử có cái miếng mía nào không. Cát thì dễ kiếm rồi đó, nó bao la luôn. À, ở xa xa bên kia hình như có ba cái. Tôi sẽ chạy qua đó để tôi lút mía. Sau tôi mới nhận ra là nó có đúng ba cái mía là tôi nghĩ tôi nên dùng để trồng thay vì chế đồ. Vì vậy nên là tôi sẽ còn phải tìm một cái bãi mía khác. Tôi sẽ đi vòng quanh đây để xem thử là quanh đây có mía hay không. Và tôi đã đi qua mé bên trái của cái sông ở gần nhà. Và cuối cùng tôi không thấy cái cọng mía nữa hết, tôi chỉ thấy có một con bò đứng ở đây thôi. Không biết đứng đó làm gì nữa. Chắc nó đang chờ người yêu á, mà nhìn cái sừng của nó là hiểu rồi. Tôi đã lăn vô nhà dân làng đạp đổ nồi cơm của nó nhưng mà vẫn không có cái mía nào hết. À thấy rồi, bên xa xa kia có kia. Rất nhiều mía. Mà tôi đi theo cái hướng này á, tôi mới nhận ra là cái làng của tôi nó nằm gần khá là nhiều biome. Ở đây có savanna và bên kia thì có cái rừng đầm lầy. Nhờ vậy mà có lẽ tôi sẽ xây được nhiều phong cách nhà khác nhau. Rồi bây giờ thì tôi sẽ bứng hết cái đống mía này về nhà. 16 mía là quá ngon. Bây giờ thì tôi sẽ trồng hết cái đống này. Tôi chỉ chừa lại đúng 3 cái mía để mà tôi chế giấy thôi. Thôi đúng 3 cái rồi bây giờ tôi sẽ chạy về. Rồi tôi sẽ chế giấy. Và dùng giấy với cát và tôi sẽ có một cái sandpaper. Và với cái sandpaper này tôi sẽ có thể chà cái đá này. Tôi chà một cách mãnh liệt, chà một cách đam mê đến mức mà nếu mà để gần rơm là đảm bảo rơm nó cháy mẹ luôn. Sau khi mà tôi đã chà xong hết rồi, bây giờ tôi sẽ chế cái mechanical crafter này. Tôi sẽ còn một cái electrotop và tôi sẽ còn phải có cái mấy cái miếng sắt. Miếng sắt thì hiện tại tôi đang hết rồi, nên tôi sẽ bỏ vô cho nó ép tiếp. Tôi sẽ còn phải chế cỡ 7 cái. Thì trong lúc cho nó ép thì tôi sẽ đặt những cái cuốn này ra, xong rồi mài nó, rồi dùng cái brush ingot này chụp phải vào để tạo ra những cái brush cây. Và chúng ta cũng sẽ còn phải dùng mấy cái brush cây này để chế tạo ra một cái mechanical crafter. Bây giờ thì mọi thứ đã đầy đủ và chúng ta sẽ bắt đầu vào quá trình chế tạo. Rồi giờ tôi sẽ còn phải chế 7 cái này. Ok, lấy cái đúng 7 cái. Rồi, chúng ta sẽ còn phải chế thêm 7 cái bàn chế tạo nữa. Và sau đó thì tôi đã đủ 21 cái mechanical crafter. Bây giờ tôi còn phải tìm cái chỗ xếp cái đống này. Tôi nghĩ là nó nên nằm ở ngay đây. Và bây giờ thì tôi sẽ còn phải chế thêm mấy cái bánh răng để mà lắp vô. Ok, tôi sẽ kéo cái chỗ này ra. Kéo ra một chút rồi tôi sẽ đặt một cái bánh răng rồi tôi sẽ bắt đầu lắp mấy cái mechanical crafter này vào. Cái hình diện xếp thì nó cũng đơn giản thôi, không có gì cầu kỳ hết. 3 cục ra đây, xong rồi 5 cục. Thêm 2 hàng 5 cục nữa rồi thêm 1 hàng 3 cục là chúng ta đã xong. Với cái này thì mình sẽ bắt đầu có thể chế được nhiều đồ hơn. Và trước hết thì mình sẽ còn phải chỉnh lại cái này để nó về một hướng trước đã. Nó sẽ còn phải dồn về một cái trung tâm, xong rồi nó sẽ từ cái trung tâm đó nó sẽ dồn về một hướng. Rồi cái hướng đó sẽ là cái hướng đâm hạt đồ nó rơi ra. Tuy nhiên bây giờ có thêm một vấn đề nữa, đó chính là cái máy của mình nó đang bị overstress. Mấy cái bánh xoay nước đó nó không có chạy nổi cái này. Nên là bây giờ tôi sẽ còn phải lắp thêm vài cái bánh xoay nước nữa, tôi sẽ chế thêm 2 cái. Rồi sau đó tôi sẽ lắp thêm gỗ vô và chế 2 cái bánh xe nước lớn. Và bây giờ tôi chỉ còn lắp cho thôi. Và đó. Ok, một cái là đủ rồi, nhưng mà lắp 2 cái cho đi cho chắc ăn. Bây giờ thì cái mechanical router này nó đã hoạt động rồi, chúng ta sẽ bắt đầu lắp đồ vô để chế thôi. Tôi sẽ còn phải có đá, gỗ và andesite alloy. Tôi sẽ đặt lộn từ sai, ok. Tôi sẽ đặt một cục đá ở đây, 4 cục gỗ bốn bên, rồi còn lại là lắp andesite alloy và hết. Đây chúng ta sẽ lắp full hết cái dòng này. Và khi mà lắp xong hết đó, thì nó sẽ bắt đầu chế tạo. Đây đó, nó sẽ bắt đầu kéo về. Nãy nó sẽ kéo về một hướng, nó kéo về một cái trung tâm, xong nó kéo về một hướng. Rồi, đây, rồi nó sẽ lắp vô. Rồi và chúng ta sẽ có được cái đít còn ngựa nhà nó. Sai rồi. Ok thì vì một số sai sót do tôi nhầm lẫn thì bây giờ tôi sẽ chỉnh lại cho nó chạy về cái hướng khác. Rồi tôi sẽ thay cục đá bằng một cục đá andesite. Đây, và làm lại giống như hồi nãy. Ở cái chỗ dưới này thì tôi nên chỉnh lại cho nó hướng về một bên hết luôn. Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ lắp andesite vô. Đây, rồi. Rồi, đã chúng ta làm lại nè. Đấy, giờ chắc chắn là sẽ được. Nó sẽ bắt đầu lắp vào. Đấy. Rồi ép xuống, nên nó sẽ kéo về phía bên dưới, xong từ cái bên dưới nó sẽ chìa ra ngoài. Và chúng ta sẽ có được một cái crushing well. À không, thật ra là 2 cái. Và với cái crushing well này chúng ta đã có thể bắt đầu một thời kỳ mới ở tập sau. Cái ngày mà mình edit cái video này là vào ngày 5 tháng 9 năm 2024, là ngày khai giảng của năm học cấp 3. Mình thấy khá là thú vị khi mà cái series này nó sẽ được bắt đầu vào cái ngày đầu tiên của năm học lớp 12 của mình. Hy vọng các bạn sẽ đón nhận và ủng hộ nó. Và chúc các bạn một năm học mới vui vẻ.